Ơi, lời xin kính chào quý cô chú và anh chị nha. Thì hôm nay lại có mặt tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Bây giờ chào quý cô chú anh chị đang xem video của Lợi ha. Quý cô chú anh chị mình ở trong nước hoặc là ở nước ngoài đang xem video của Lợi nha. Chúc quý cô chú anh chị mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe trong cuộc sống bên gia đình nha. Rồi thì trở về vấn đề chính thì hôm nay lại có mặt tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Rồi có mang đến và giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình một mảnh vườn ha. Vườn của mình thì hiện tại đang trồng phun xoài nhá anh chị. Thì tổng diện tích đó là 8.063 m² ha, đất trồng cây lâu năm nha. Thì pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, sang tên công chứng ngay. Thì 8.063 m² á thì tương đương 8 sào. 8 sào này nhưng mà chủ kêu cái giá đợt trước á, là 350 triệu một sào ha. Nhưng mà hôm nay thì chủ hạ giá chỉ có 300 triệu trên 1.000 m² thôi nha. Thì giá này vẫn còn bớt ha. Nhưng mà chủ báo là bớt nhưng mà bớt cũng không có nhiều đâu. Thì kiểu như ngợp nhưng mà bớt thì khách thiện chí thì bớt có thể là chút đỉnh thôi. Nhưng mà theo như Lợi nghĩ thì nếu mà khách thiện chí á, anh chị mà quý cô chú anh chị thiện chí mình có thể gặp trực tiếp chủ và thương lượng chủ ha. Đó, thì có gì là sẽ gọi chủ ra và hai bên mình nói chuyện đàm phán về giá cả nha. Rồi thì diện tích đất của mình anh chị. Rồi sau đây lại đưa cái phần vệ tinh lên cho anh chị mình cùng xem ha. Đây anh chị thấy rõ không ạ? Ha. Đó, đây. 8.063 m² ha. Đó, 8.063 m², tờ 53 thửa 108 ha. Xã Phú Ngọc nè, Định Quán nè nha. Tổng diện tích là 8.063 m², đất trồng cây lâu năm nha. Đó, đất của mình thì có hai mặt tiền anh chị ha. Một mặt tiền này thì mình được 100 m nè ha. Còn bên đây mình được 94 m nè ha. Đó. Đường rất là rộng ha. Thì để nói về mảnh đất á, để nói về con đường thì một tí nữa là sẽ quay phía đoạn đường cho anh chị cùng xem ha. Bây giờ là sẽ quay vòng quanh chi tiết lô đất cho mình xem ha. Đất của mình ở đây là đất đỏ anh chị. Đất đỏ trắng á, đất đỏ trắng rồi nè. Chứ không phải đất đen ha. Đất này thì mình thích hợp mình trồng xoài thôi. Đất này thích hợp trồng xoài nè, với lại mít thôi ha. Nói chung là có loại hai loại cây ăn trái đó thôi. Đất này trồng sầu riêng thì theo Lợi nghĩ thì không có tốt lắm đâu. Miếng này đất bằng ha, bằng như sân banh luôn anh chị, không có một cái đồ dốc gì ha, cục đá luôn, không có cục đá luôn. Đó, thì hiện tại thì có trồng xoài thôi, trồng chủ đang trồng full xoài ha. Xoài này là xoài Đài Loan và xoài ba mùa nha, xoài Đài Loan và xoài ba mùa. Đất của mình thì có điện giếng nước đầy đủ anh chị. Có điện, có giếng, có nước đầy đủ. Đây có hai cái giếng nè. Đó, hai cái giếng đó ha. Đó, thì đất mình có điện, giếng, nước đầy đủ. Ở đây thì dân cư á, dân cư thực sự ở đây là không có đông lắm ha anh chị. Không có đông dân cư đâu. Dân cư thì cách khoảng chừng 50 m rồi đó thì mới có cái nhà thôi ha. Dân cư có nhưng mà ở lưa thưa ha. Đó thì đất của mình ha anh chị. Thì pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, sang tên công chứng ngay ha. Thì tổng diện tích là 8.063 m². Chủ kêu giá bán á là đâu đó là đơn giá đặt trước giá cũ là 350 triệu trên 1.000 m² ha. Thì hôm nay chủ kêu bán cái giá là chỉ có 300 triệu. 300 triệu cho 1.000 m² ha. Thì 8 sào lẻ 63 coi như 8 sào đi thì quy ra là tương đương là 2 tỷ tư ha, 2 tỷ 400 triệu. Đây đất của mình bằng tháng luôn nè, không có một cục đá luôn nha anh chị. Thì đất nó hiện trạng như là giống cái đồi đồi, cái view vậy đó. Đây nè, đây mình nhìn lên nó có hơi chìm nhẹ một tí ha, hơi chìm nhẹ một tí, nhưng mà đất mình nó bằng, nó không có đá, không có gì hết ha. Nói chung là rất là đẹp.
thì tương đương 8 sào này chỉ có 2 tỷ tư thôi. Nhưng mà giá này thì nói chung là thịt đó thì giống như lời nói đó, là giá cũ là 350 triệu cho 1.000 mét vuông ha. Thì hôm nay chủ kêu rao cái giá bán là 300 triệu trên 1.000 mét vuông. Thì giá này vẫn còn bớt, nhưng mà bớt thì cũng không nhiều. Thì quý cô chú anh chị mình có thiện chí á, thì mình lại dắt đi xem đất trực tiếp thực tế ha. Rồi là sẽ gọi chủ ra để mình nói chuyện trực tiếp về giá cả, thương lượng với chính chủ luôn nha. Lợi thì lại thích làm việc, ví dụ như cô chú anh chị thiện chí là sẽ gọi chủ ra cho anh chị mình, cô chú anh chị mình ngồi nói chuyện trực tiếp với chủ, thương lượng về giá cả này kia ha. Lợi thì chỉ là môi giới thôi, thì nhận 2% hoa hồng phí môi giới của tự chủ thôi ha. Còn phần còn lại thì quý cô chú anh chị mình tự đàm phán và hai bên nói chuyện nha. Thì để lại quay cái mảnh đất xong, rồi một tí nữa là sẽ quay cái phía đoạn đường cho anh chị cùng xem ha, và phân tích cụ thể thông tin nha. Ở đây nói chung thì mình cũng gần quốc lộ ha, nhưng mà ở đây mà để đầu tư á, thì nó nên ok hơn. Còn nếu mà nói mà mua ở á, thì lại nghĩ khu này mà mình mua ở thì nó không thích hợp ha. Có sao thì mình nói vậy để cho anh chị em mình nghiên cứu và thảo luận tham khảo lại ha. Mua ở thì nó hơi vắng một tí, tại dân cư nó cũng thưa thôi. Mua đầu tư hoặc là mua để đó để dành cho con cháu gì đó thì nó ok hơn anh chị. Đó là thật lòng mình nói nha, chứ không phải là khách nào mà vô mua đất hay này kia mình cũng làm đủ mọi cách để họ mua. Mình phải phân tích cho họ là miếng này là đầu tư hay là mua ở hay là như thế nào, chứ không phải là có khách mà bán xong rồi là lấy tiền môi giới hoa hồng xong rồi không làm tròn trách nhiệm ha. Làm môi giới là cái phần trách nhiệm của môi giới rất là cao, cho nên mình phải hỗ trợ khách phần nào ha. Đó, thì trở về vấn đề chính này ha. Bây giờ đất của mình nên chị đó cho là xin nhắc lại ha, là đất của mình là đất đang trồng xoài ha, đất đỏ đất trắng đó. Thì trồng xoài thôi, xoài đòi lan và xoài ba mùa ha. Tổng diện tích đó là 8.063 mét vuông ha. Thì giá cũ là 350 triệu trên 1.000 mét vuông. Thì hôm nay chủ kêu cái giá là 300 triệu cho 1.000 mét vuông ha, tương đương là 2 tỷ 400 triệu. Nhưng mà giá này thì chủ báo là vẫn còn bớt cho anh chị cô chú có thiện chí nha. Đất mình có điện với nước đầy đủ, khu dân cư thì không có đông. Có sao thì mình nói vậy, nói thật tình. Và nhiều khi không có dân cư mà mình nói lên đây dân có dân cư đông này kia cũng không có được quá. Nói chung là phải đâu đó nghiêm túc, đàng hoàng, thật thà. Chứ làm ăn mà giờ ở đây không có dân cư mà mình nói dân cư, rồi lỡ anh chị gọi cho lại rồi đi xem đất rồi là dắt vô không có dân cư thì cũng như không, mất công lại mất uy tín, không có muốn. Rồi bây giờ là sẽ mệt quá, tôi sẽ đi ra lại quay cái đoạn đường cho anh chị cùng xem ha. Đi con tí mà đổ mồ hôi luôn nội vậy. Thì đây là cái đường mình đi ra quốc lộ với anh chị ha.
Ở đây á thì mình đi ra đến quốc lộ của km 108 xã Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai. Đi ra đến quốc lộ 20 á là đâu đó tầm khoảng là 4 km ha. Đi 4 km là anh chị mình gặp quốc lộ 20. Anh chị mình rẽ phải á, mình về thành phố Đà Lạt là 190 cây. Còn mình rẽ trái, mình về thành phố Hồ Chí Minh là đâu đó tầm khoảng là 100 cây ha. 100 đến 105 cây. Ở đây mình đi ra quốc lộ 20 cũng vẫn được nè, nhưng mà mình đánh vòng qua thì nó tầm khoảng 6 cây ha. 5 cây rưỡi, 5 cây rưỡi 6 cây. Nói chung đường nào ra quốc lộ 20 cũng được, đường thông thương ha. Đường này thì ô tô vào tận nơi. Đó, phía trước của mình có căn nhà nè ha. Đó, một căn nhà. Vòng vòng đây nói chung cũng có nhà nhưng mà nó cũng lưa thưa thôi anh chị. Đó, ở dưới đây cũng có nhà nè, nhưng mà họ đang cưa cây cưa đồ đó. Cưa cây phía sau ha. Còn ở đây thì mặt đất của mình nè. Đó, thì cái vệ tinh là cũng đưa lên cho anh chị cùng xem rồi ha. Đó. Đó, khu dân cư này. Bên kia cũng có nhà nữa nè, nhưng mà ở xa mình ha. Đó, bên đó có nhà đó, ha. Ở đây thì kế bên mình có một cái đồi nè. Cái đồi họ đang trồng mì ha. Mì này mì gì lại cũng không biết nữa. Mì thì nghe nói mì này ăn như bị say gì đó. Say giống như say xỉn uống rượu gì ha. Ăn như bị say gì đó. Thì đất của mình nằm ở hướng Tây Nam nha anh chị. Hướng này hướng Tây Nam nha. Nằm hướng Tây Nam. Đó. Thì cơ bản chỉ có vậy thôi ha. Thì cho Lợi xin nhắc một lần nữa ha. Đất của mình nằm ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Của km 108 của Định Quán, Đồng Nai, xã Phú Ngọc ha. Thì từ kia quốc lộ 20 đi vô đến đây là tầm khoảng 4 cây ha. Đó, ra quốc lộ 20 thì mình rẽ phải, mình về thành phố Đà Lạt là 190 cây. Còn mình rẽ trái mình về thành phố Hồ Chí Minh là 105 cây nha. Đất của mình nằm hướng Tây Nam. Thì tổng diện tích của miếng đất này là 8.063 mét vuông. Cái vệ tinh là cũng đưa lên rồi ha. Bây giờ giá cũ là chủ kêu 350 triệu trên 1.000 mét vuông. Hôm nay chủ kêu là giá 300 triệu cho 1.000 mét vuông ha. Nhưng mà giá này vẫn còn bớt nha anh chị nha. Thì là xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem video ha. Bây giờ cô chú anh chị có thiện chí thì alo cho lại là có để số điện thoại bên dưới nha. Rồi là xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Chúc quý cô chú anh chị có một ngày thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống bên gia đình nha. Quý cô chú anh chị hãy nhấn đăng ký kênh và theo dõi, bấm like, bấm đăng ký để theo dõi kênh của lại để xem ra video hàng ngày. Có lại sẽ mang đến những lô đất phù hợp và ưng ý cho tài chính của quý cô chú anh chị mình để mua một căn nhà vườn nghỉ dưỡng hoặc là canh tác, hoặc là mua ở ha. Nói chung là đủ loại vân vân. Thì cô chú anh chị có thiện chí thì mình nhấn like, mình đăng ký kênh của Lợi để xem video hàng ngày nha. Rồi có thiện chí thì alo cho Lợi, Lợi có để số điện thoại dưới phần mô tả nha. Rồi là xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều ạ.